Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 bị đánh tử vong xảy ra tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, hôm nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Quốc Cường, Phạm Văn Trang, Nguyễn Thành Long đều 17 tuổi, cùng trú tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang. Nạn nhân là em DVH, 16 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, đang là học sinh lớp 10. Theo kết quả điều tra ban đầu, do biết H bày tỏ tình cảm với người yêu của Cường là một nữ sinh lớp 10 của trường trung học phổ thông Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang, nên Cường đã rủ Trang, Long nhiều lần đi tìm H để đánh nhưng không thành. Đến khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 7, nhóm của Cường đi xe đạp điện đến nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, thì thấy H đang hướng dẫn cho các em thiếu nhi trong thôn sinh hoạt hè. Lúc này, Long và Trang đi vào gọi H ra ngoài rồi đánh nạn nhân gục tại chỗ. Nhiều người đã đến can ngăn và đưa H đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Cường, Long và Trang để điều tra về tội giết người.